Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay là ngày 25 tháng 9. Phạm Thức Audio xin phép được nói làm video về một vấn đề mà trong thời gian vừa rồi cũng rất nhiều anh em alo và hỏi. Thì về cái vấn đề là một âm ly đánh được hai cặp loa hay không, thì trở kháng của nó như nào và đấu lắp như nào cho hợp lý. Thì em cũng xin phép được nói ý kiến của mình là như này. Tất cả mọi thứ nhá, không cái gì hơn là theo ý kiến của bản thân. Đừng nên nghe những người khác để làm gì cả. Mình cảm tưởng như mình lắp như nào là đúng, mình lắp như nào là hợp lý. Và mình lắp xong mình nghe mình thấy ok thì mình nên chơi. Còn nó hỏng thì kệ mẹ nó. Bởi vì là thực sự ra là đồ mua về để dùng chứ không phải mua đồ mua về để cúng tế, để mua về để chỉ có trưng bày để cho đẹp đó. Nhưng mà đúng, cái đúng nữa tiếp theo là như nào, là mình lắp theo cách gì để cho nó hay, cũng phải có sự góp ý và cũng phải có sự gọi là như nào nhỉ, phải có sự tham khảo đấy chứ đừng nệ. Nhưng cái sự tham khảo nó chỉ là mang tính chất tham khảo thôi. Còn quan điểm nhất quán của em là như nào, bác có đồ ở nhà bác có bao nhiêu thứ đồ thì bác lắp vô vào, bác cảm tưởng như lắp vào mà nó không cháy không hỏng, vẫn đánh được bình thường và vẫn dùng được bình thường, và mình lắp vào như thế mình cảm thấy hay thì mình nên dùng như vậy. Hôm nay em xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn là trước mắt quý vị và các bạn là hai cặp loa, một cặp loa Bow và một cặp loa Bow 301 đời Sonenta và 301 CD3. Hai cặp loa này về tính chất của nó gần như giống nhau, 19-10, không nói năng gì cả. Và hiện tại bây giờ em đang đánh vào con âm ly Pioneer 7900. Và mỗi một kênh của 7900 đang đánh vào một cặp loa. Và em sẽ lắp theo hai chế độ, một chế độ là lắp song song và một chế độ là lắp nối tiếp. Nhưng một số bác trên YouTube hay chém gió là mắc nối tiếp hoặc mắc như nào đó nó mới đúng ấy. Thì đây, hôm nay em sẽ phân tích khía cạnh đúng như thế nào và sai như nào, tiếng như nào. Nhưng em không nói quan điểm của mình. Đây là đấu lắp để cho các bác nghe và tham khảo, chứ không phải là nói ý kiến của mình. Rồi, ok. Nói như thế thì nó cũng hơi mông lung đúng không ạ? Mình vào thực tế nhá. Nói như vậy thì cũng không, nhiều người cũng bảo là thằng này chả biết gì cả. Thôi thì em coi như em không biết gì đi. Bây giờ em bắt đầu nói cho quý vị và các bạn biết. Kênh bên này là kênh cặp 301 Sonenta. Cặp loa này hiện tại bây giờ em đang đấu song song. Song song nhá. Bây giờ em sẽ cùng một con âm ly này đấu song song. Quay cho anh em xem nhá. Đấu song song nghĩa là như nào? Là mình một cổng dây loa ra và mình đấu từ nối từ dây dương của loa bên này lên và cổng âm nối như này. Đây là đấu song song này. Anh em nhìn thấy chưa? Đấu song song lên. Đấy, rất đơn giản. Có nghĩa là mình rút quả này ra thì quả dưới vẫn kêu, và rút quả trên dưới ra thì quả trên vẫn kêu. Đấy là đấu song song. Và cặp bên này thì không phải đấu song song mà là đấu nối tiếp. Đấu nối tiếp nghĩa là như nào? Một dây loa ra. Cách đấu rất đơn giản thôi. Mình có một cái dây loa ra từ âm ly ra, mình đây là dây dương thì mình đấu vào cọc dương của một chiếc loa. Và cọc âm, đây dây này dây âm, mình đấu vào một cọc giữa âm. Sau đó mình lựa thêm một cái dây loa nữa, một cái dây như này nữa, dây một lõi một thôi. Mình đấu hai cực còn lại, nó sẽ thừa ra một cực dương một cực âm, mình đấu còn lại vào. Ok, đấy, nói thế là các bác hiểu cách đấu trực tiếp và cách đấu đấu song song chưa? Hai yếu tố, bên này đấu song song, bên này mắc nối tiếp. Bây giờ em sẽ bật tách từng kênh một cho anh em xem, dùng nhạc nhạc sống, nhạc guitar hòa tấu. Thì bởi vì nhạc guitar hòa tấu này thì hai kênh của nó là giống nhau, chứ không như nhạc CD ngày xưa, nhạc Chế Linh Thanh Tuyền ngày xưa hoặc là nhạc Trường Vũ thì sẽ có một kênh system, kênh mono, kênh nhiều tép, kênh nhiều bát. Còn nhạc bây giờ, nhạc điện tử này thì hai kênh nó giống nhau đến 99,9%. Rồi, bây giờ bắt đầu anh em mình tạm thời em sẽ không nói nữa. Và các bác lắp tai phone vào nghe thử nhá. Sẽ các bác nghe xong thì các bác sẽ biết luôn là nên lắp như nào ngay đấy. Cái này đã là biết rất rõ rồi, mà con 7900 này rất yếu thôi. Công suất có 130W mà đánh như thế nào thì sợ có sợ cháy hay không thì các bác tự biết nhá. Xong em sẽ phân tích cho các bác trong video. Có nghĩa là sẽ phân tích sau khi anh em mình nghe. Thank you.
Rồi, em xin phép không được xin phép các bác một cái này là em đang quay là quay ở chế độ zoom xa nên nó hơi mờ màn hình tí để làm sao để các bác nhìn tổng thể cảnh nó dễ, bởi vì em còn phải chỉnh âm ly nữa. Thì kênh bên này là đấu song song. Các bác có thấy vừa rồi là kênh song song mình đấu là sẽ nghe thấy tiếng nó to hơn này. Bát tép rõ ràng hơn và đầy đủ hơn đúng không ạ? Đấy, đấu song song có nghĩa là như nào? Là như vừa nãy em đã đấu rồi đấy. Và âm ly ra như nào và loa nhận hết bằng đấy. Hai loa này âm ly bao nhiêu chia đều ra cho hai cái loa này về phần âm thanh. Đấy, và hai thằng này nó hút hết toàn bộ âm ly. Có nghĩa là nhiều kia người bảo thì như này đang là hại âm ly. Nhưng không, bây giờ em phân tích cho quý vị và các bạn như này nhá. Chiếc âm ly piano chủ yếu là âm ly nghe nhạc piano 7900 này, hoặc là bất cứ một những cái âm ly khác thôi, thì chiếc âm ly nó sẽ trở kháng của nó là nó sẽ từ 6 đến 16 ohm. Đúng không ạ? 6 đến 16 ohm. Đôi loa này của mình công suất trở kháng là 6,3 ohm. Đôi loa karaoke thường thường 99% là 6,7 đến 6,3 ohm. Đúng không ạ? Có một số loa thì còn ít xuống nữa, còn xuống nữa, nhưng mà thôi, mình cứ lấy cái mức chung của nó là 6,3 ohm. Vậy 6,3 ohm mà bây giờ mình cứ đấu hai song song như này có nghĩa là phải chia đôi độ ohm. Âm ly của mình đang chạy từ 8 đến 16 ohm. Vì vậy sẽ chia đều ra thì nó sẽ chạy là còn lại là từ 4 đến 8 ohm. Và trong từ 4 đến 8 ohm thì đang nằm trong cái đôi loa này rồi. Đôi loa này là 6,3 ohm mà. 6 đến 6,3 ohm. Vậy là như thế là ok đúng không ạ? Từ 4 đến 8 ohm. Vậy cái âm ly này hoàn toàn có thể kéo được song song như thế này. Song song hoàn toàn có thể kéo được chứ. Đúng không ạ? Bởi vì là nó cái đôi loa này đang là 6,3 ohm mà sau khi lắp song song thì trở kháng của mình hạ xuống còn từ 4 đến 8 ohm mà. Đấy. Còn khi nghe sang cái loa này. Đấy, mình vặn to lên này, nó cũng yếu đi. Mà em cảm giác như bởi vì là em là người nghe trực tiếp. Các bác đang nghe qua tivi hoặc nghe qua điện thoại thì các bác sẽ thấy rằng là âm thanh của nó sẽ có nhiều tiếng trầm hơn. Tiếng tép của nó sẽ mảnh khảnh hơn, nhưng mà nó sẽ không rõ ràng và chung của nó sẽ yếu hơn. Lý do tại sao là bởi vì ohm của nó không bị mất đi. Có nghĩa là nó vẫn âm ly đấu nối tiếp, có nghĩa là không bị mất đi độ trở kháng ohm. Có nghĩa là âm ly đang là từ 8 đến 16 ohm thì vẫn là 8 từ 16 ohm. Nhưng công suất của nó sẽ bị còi đi. Tại sao nó bị còi đi? Đấy. Và tại sao tiếng bass nó sẽ nhiều hơn và tiếng tép nó sẽ bị... Tiếng tép của nó mình cảm tưởng nó sẽ yếu hơn nhưng mà nó mảnh hơn là ở cái khía cạnh gì? Đấy, vì vậy bây giờ em sẽ phân tích cho các bác biết tại sao nó bị như vậy nhá. Đây, việc trước tiên là em sẽ tháo ra một quả loa bow, một chiếc loa cho các bác xem. Mình muốn nói đến trở kháng và muốn nói đến sự thay đổi âm thanh thì mình phải hiểu được là cái cặp loa của mình, phân tần của nó đang đấu như nào và được thiết kế như nào. Về dòng loa karaoke thì toàn bộ tín hiệu đầu vào nó sẽ đâm thẳng ra loa bass luôn mà không qua một cục phân tần nào cả. Anh em nhìn thấy chưa? Đấu thẳng luôn như này. Bởi vì loa này của nó đang là 6 ohm. Nó đấu thẳng ra như này. Đấy. Thì lời của nó sẽ rất nhiều. Đúng không ạ? Và tép của nó thì chỉ qua một con tụ tép thôi và bóng đèn cảm biến để chống cháy thôi. Chứ cái bóng đèn và cái tụ trở này không có tính năng trong cải thiện và thay đổi tiếng của nó mạnh hay yếu, mà chỉ có một con trở, một con tụ tép này để thay đổi giải tần, để giữ nguyên giải tép và bớt giải bass đi để cho loa tép nó kêu theo chế độ siêu tép thôi. Anh em hiểu chưa? Vì vậy là loa bass đang đấu thẳng, có nghĩa là âm ly ra như nào ăn thẳng vào âm ly và loa. Nhưng khi mình mắc song song, mắc nối tiếp, có nghĩa là từ cái nọ kéo lên cái kia, đồng nghĩa với việc là cái loa bass này này và cả cái loa tép này nó đang chạy qua cả cái loa này. Có nghĩa là nó dòng điện của nó, dòng điện tín hiệu âm thanh nó sẽ chạy đi qua cái loa dưới, đi qua cái côn của loa dưới, xong sau đó mới lại lên côn của loa trên, xong sau đó là nó lại quay trở lại loa bass. Bởi vì nó cặp dương âm mà, nó có hai cực dương cực âm, thì mình hình dung ra tín hiệu đường đi nó sẽ đi theo, mình lấy đường dương để làm chuẩn đi, thì tín hiệu nó sẽ đi từ loa bên dưới lên loa trên. Đấy, xong lại quay lại loa dưới. Đấy, để cặp nhau để ra được tiếng của chất âm nhạc, đúng không ạ? Nếu như mà như vậy thì các bác đang sai lầm. Lắp như thế đang sai lầm. Bởi vì tại sao? Lời của nó sẽ rất ít đi. Tại sao nó ít đi thì bây giờ em sẽ lại nói tiếp. Xin phép đây,
Quay sang đây cho các bác xem một đôi loa nghe nhạc. Đây là một đôi loa nghe nhạc. Đôi loa Pioneer CS-A7. Em đã tháo sẵn ra để cho các bác nhìn cái phân tần của nó. Bật cho các bác so biết nhìn flat nhá. Các bác biết nhá. Đây, flat đây. Các bác nhìn thấy chưa? Đây là đầu tín hiệu đường điện vào. Tín hiệu nhạc vào từ trong kia. Thì nó một dây âm của nó, đây là nó đấu thẳng vào cái dây này là dây bát nhá. Dây xanh này là dây bát nhá. Ra dây bát này. Thì một dây xanh này là giữ nguyên với cực âm. Còn cực dương của cái loa nó sẽ đi vòng qua một con, đây, một con này. Cái này gọi là con dập bát, một cuộn dây đồng. Đấy, các bác muốn cái trầm của các bác nó mạnh hơn tẹo nữa mà các bác nghe nhạc ấy, thì bác mua thêm một cái cuộn dây đồng như này nữa, các bác quấn vào thì tiếng trầm nó sẽ nhiều hơn và tiếng lời và tiếng tép nó sẽ ít đi. Đấy gọi là cục dập bát. Đấy, thì nó đi qua cái cục này rồi nó quay lại rồi nó lên đây. Đây này, các bác nhìn thấy chưa? Nó đi vòng đây nhá, dây dương nhá, nó đi vòng đây vào cái cục này. Xong cái cục này nó chỉ là một cái dây đồng dài thôi mà, nó cuốn tròn như này, rồi nó quay lên đây, rồi ra cái dây xanh này rồi ra vào loa. Nói thế là các bác có hiểu không? Những người thông minh thì đã hiểu rồi. Thì có nghĩa là như này, cái cục dây đồng này tương đương với cái côn của một cái loa thứ nhất này này. Con này có phải là có hai cái côn loa đúng không? Cái côn loa bên dưới nó sẽ mang tính chất như cái này. Đấy, nói về cái, mình đang nói về cái độ dập bát nhé, chứ mình không nói đến cái độ trở kháng hoặc là bất cứ một thứ gì khác. Thì nó cũng chạy qua, bởi vì côn loa nó cũng được chạy bởi vì những cuộn dây đồng quấn tròn như này. Nhưng cục này nó không tiêu thụ đi công suất. Cục này nó không tiêu thụ đi công suất, mà nó chỉ làm giữ lại tiếng trầm, tăng tiếng trầm mà bớt tiếng lời đi thôi. Cái này thì nó cũng có tính năng như thế, là tăng tiếng trầm lên và bớt tiếng lời đi. Thế nên tại sao lúc nãy các em đã bảo rồi, cái loa bên này nó sẽ, cái trầm của nó sẽ mạnh hơn và tiếng tép của nó sẽ bị díu hơn, là bởi vì lý do tại sao? Bởi vì công suất của thằng này sẽ chia đôi ra. Như thằng này thì nó không mất công suất đâu nhá, bởi vì cái cuộn dây đồng này nó chỉ có tác dụng giữ lại, nó không dao động và nó không gây ra tiếng, bởi vì nó không có từ ở đây để nó gây ra tiếng, cũng như kiểu là nó không phải là một cái loa. Đấy, các bác nào hiểu chưa? Đấy, đấy. Thì là khi sang cái này thì cái coi như cái loa bên dưới này đi. Nếu như cái loa bên dưới này không có màng, chỉ có côn không và không có từ, thì nôm na là mình đang qua một cục dập bát qua cái này, thì lời nó sẽ ít đi. Lời của cái loa này nó sẽ ít đi. Đấy. Không biết em nói như thế thì các bác có ý kiến như nào nhỉ? Giải thích như thế không biết các bác có ý kiến như nào. Theo em thì là như này, nếu như mình đấu song song thì lời nó không bị mất đi, đúng không ạ? Mà tiếng vẫn to được bình thường. Trở kháng ôm thì lúc đấy anh em mình phải suy nghĩ về cái loa. Ví dụ như cái loa suy nghĩ về cái âm ly. Cái âm ly của mình đang trở kháng từ bao nhiêu thì mình nên mua loa và lắp vào như thế. Ví dụ như cái loa của mình, âm ly của mình mà đang từ 8 đến 16 ôm thì tự tin có thể đánh được hai cặp loa bình thường mà không sợ cháy. Được không ạ? Đấy, mà nó không bị mất đi công suất. Trong khi đó nếu như mình mắc nối tiếp thì âm ly của mình đang yếu mà mình mắc nối tiếp thì trước tiên là lời nó ít đi. Cái thứ hai nữa là khi mình mắc nối tiếp thì công suất nó sẽ bị chia đôi ra. Thằng bát bên dưới sẽ ăn một ít, thằng bát bên trên sẽ ăn một ít. Và lời của nó sẽ ít đi. Đồng nghĩa với việc, nhưng lúc đó thì cái âm ly đây này, tại sao như thế? Những cái ưu nhược điểm của nó thì nó sẽ thành dở hơi nhài này. Nếu như mắc nối tiếp thì cái âm ly của mình sẽ còn lâu mới hỏng. Ông em mở tôi nắp. Đây nhá, nếu như mà như thế này thì một bên này là mắc song song, bên này mắc nối tiếp, thì em khẳng định với các bác là bên này này, sờ vào nó sẽ nóng hơn so với bên này. Đấy, bên này nó sẽ nguội hơn. Bên này nó sẽ nguội hơn rất nhiều. Gần như là lúc đầu tiên mình đang đánh một cặp loa như thế nào thì bên này nó sẽ đánh như thế, bởi vì trở kháng nó vẫn còn giữ nguyên mà. Bên này chỉ trở kháng sẽ giữ nguyên này, không bị mất trở kháng này. Nhưng bên này trở kháng xuống thì bên này nó sẽ nóng hơn. Đấy. Nhưng mà âm ly nó cho phép trong cái khoảng đấy thì mình cứ thoải mái mà dùng, đúng không ạ? Trừ khi mình mắc nối tiếp như này, trong trường hợp là âm ly của mình là cái trở kháng của nó quá nhỏ rồi. Âm ly của mình trở kháng nó chỉ có 6 đến 8 ôm thôi thì mình nên lắp mắc nối tiếp như bên này để có thể sử dụng hai cặp. Đấy, hoặc là mình có thể lắp thêm một con tụ nữa. Ví dụ như lắp thêm một tụ trung hoặc tụ lời thì lúc đó thì sẽ lại mất bát hoặc mất lời đi, mất chép đi. Thì lúc đó thì anh em chấp nhận như nào thì tùy anh em thôi. Rồi. Cuối cùng câu chốt hạ của Phạm Thức Audio vẫn là khuyên các bác là nếu các bác chơi hai đôi loa
mà đang sử dụng toàn bộ âm ly Nhật. Ví dụ như hoặc là âm ly gì chăng nữa mà cứ đằng sau nó ghi trở kháng từ 6 đến 18 ohm, 6 đến 16 ohm hoặc là 8 đến 16 ohm thì các bác cứ tự tin đánh hai cặp loa mà không sợ cháy. Quan trọng là loa của các bác có xịn hay không. Loa đẻo em không nói nhá, loa đẻo, loa tàu, loa Việt Nam em không nói. Nhưng đã là loa xịn mà loa nguyên bản chưa cuốn lại, loa ok thì các bác cứ tự tin đánh hai cặp cho em mà không sợ cháy. Em cam kết với các bác câu nói đó luôn nhá. Rồi, video của Phạm Thức Audio đến ngày hôm nay là không còn gì muốn nói nữa về cái vấn đề này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình lần sau. Anh em nào có ý kiến về cái video này thì comment bên dưới. Cái gì các bác cảm giác như nó là đúng thì các bác nghịch theo. Còn cái gì mà em nói từ nãy đến giờ mà nó sai, nó không đúng lời quý vị và các bạn thì các bạn cũng có thể comment bên dưới để chia sẻ ý kiến của các bác. Em thì chấp nhận nhận đá, bởi vì cái video này của em nói ngược sách với rất nhiều anh em trong giới audio nói về cách lắp loa. Không ông nào dám đánh hai cặp loa vào một con âm ly mấy đâu. Riêng em cứ lắp thoải mái đi, hỏng thì thôi mua con mới, không có gì phải sợ cả, đúng không ạ? Không có gì phải sợ cả, cứ đánh thoải mái, không có gì phải chơi, không có gì phải lăn tăn. Tiền mình mua ra rồi thì mình phải được chơi. Đấy. Rồi, cảm ơn quý vị các bạn đã xem ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình lần sau.